Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Trên tay của Duy đây là chìa khóa của chiếc xe C63 SE Performance, một cái tên rất là dài các bạn nha. Đây là một cái chiếc xe C63 thế hệ mới các bạn. Đã rất là lâu rồi các bạn, và Duy nhớ không lầm là năm 2015 thì bên Duy đã về một cái chiếc xe C63 AMG ở thời điểm đó các bạn. Đến hiện tại bây giờ 2024 mới về cái chiếc xe C63 tiếp theo. Nhưng đối với chiếc xe C63 này các bạn, đây là một cái chiếc xe C63 thế hệ mới bạn, và sử dụng hầu như những công nghệ trên xe đua F1 của Mercedes-Benz đó. Và chiếc xe này thật sự đây là một chiếc xe rất là cảm xúc và rất là đặc biệt các bạn nha. Đó, các bạn nhìn ở bên ngoài thì các bạn mới thấy được ha, cái cảm xúc của cái chiếc xe này nó sẽ như thế nào. Về ngoại hình thì các bạn sẽ thấy ha, chiếc xe C63 SE Performance này có một cái kiểu dáng rất là hầm hố bạn nha, rất là góc cạnh luôn. Và thật sự bạn, đây là một cái chiếc xe có thể nói là dành cho các anh chị hoặc là các bạn yêu thích lái xe cũng như là đam mê tốc độ các bạn. Những bạn nào mà mê xe các bạn thì Duy nghĩ là đều không thể nào bỏ qua cái chiếc xe C63 SE Performance này ha. Thật sự đối với cái chiếc xe này nó mới về showroom của Duy ngày hôm nay thôi, cho nên là Duy cũng chưa có cái thời gian xem nhiều về chiếc xe này cũng như là nghiên cứu về chiếc xe này đó. Nhưng mà ngày hôm nay Duy muốn làm cái clip này ngay thì bây giờ luôn các bạn, để cho các bạn xem lại ha, những cái chi tiết chính của cái chiếc xe C63 AMG này đó. Và nếu mà các bạn nào mà quan tâm cái chiếc xe này các bạn thì có thể đến ngay showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, bởi vì cái chiếc xe này Duy nghĩ là một thời gian ngắn thôi các bạn, thì các anh chị khách hàng có thể là mình đến ha và xem mà có thể là lấy luôn đó. Cho nên là hiện tại bây giờ ha vẫn đang còn, thì các bạn tranh thủ lên nha các bạn. Cái chiếc xe C63S này có một cái thiết kế rất là đặc trưng của những cái mẫu xe AMG nè ha. Những cái chi tiết này thì Duy đã giới thiệu cho các bạn xem rất là nhiều rồi ha. Và cái logo này bạn không phải là logo của Mercedes-Benz nữa mà là logo của AMG ha. Đây là một cái biểu tượng của AMG nha. Những cái chiếc xe mà có gắn cái logo này ha, đây là niềm ước mơ của rất là nhiều người các bạn nha ha. Đây, ở trên này sẽ có cái cây táo cũng như là một cái bít tông ha. Đây chính là một cái logo huyền thoại của Mercedes-Benz AMG rồi các bạn nha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây nó cũng có một cái camera, đồng nghĩa với là C63S của chúng ta sẽ có một cái camera 360 độ ha các bạn. Mặc dù đây là một cái chiếc xe thể thao nhưng mà hầu như được trang bị đầy đủ những cái công nghệ về tiện nghi rồi ha. Duy sẽ đi nhanh qua những cái này bởi vì là những cái ý chính của cái chiếc xe này nó còn rất là tuyệt vời ở bên trong nữa các bạn nha. Tiếp theo nữa, đèn pha của nó chắc chắn là digital light ha, C300 hoặc là C43 AMG đã có rồi đó. Và một điểm nữa các bạn, thì các bạn sẽ thấy là khi mà đứng nhìn trực diện từ phần đầu xe như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái phần về xe ở phía trước của chiếc xe C63S này nó sẽ bè ra bề ngang so với là cái C43 hoặc là cái C300 các bạn. Thì chính xác là nó sẽ rộng hơn là 76mm, có nghĩa là khoảng tầm 7,6cm đó các bạn nha. 6cm là nó rất là rộng ha, nó rộng hai bên ha. Chúng ta sẽ thấy là nó lực hơn rất là nhiều khi mình nhìn từ cái phần đầu xe. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái capo của chiếc xe C63S này nó cũng sẽ khác với những cái chiếc xe C-Class thông thường, là chúng ta sẽ có một cái hốc để mà tản gió ở đây nè các bạn ha. Thì khi mà chúng ta chạy tốc độ cao các bạn thì gió nó sẽ đi vào ở bên trong cái lưới tản nhiệt này và nó sẽ đi lên đây, giúp cho lực đẩy của không khí nó sẽ đè cái phần đầu xe này xuống ha, giúp cho chiếc xe của chúng ta bám đường tốt hơn đó. Và chiếc xe này các bạn, hiện tại bên Duy đang có sẵn là cái màu đen mờ các bạn, màu đen mờ hay là màu graphic gray mắt nồ, cái tên của nó là như vậy. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nè ha. Đây, cái bộ mâm rất là đẹp các bạn nha. Và một bộ mâm của chúng ta cũng được sơn cái màu đen mờ và có một cái vành nhôm ở đây ha, logo AMG ở đây ha. Đây là một cái bộ mâm rất là đặc trưng của những mẫu xe AMG. Và một điều nữa các bạn, cái lớp xe của cái chiếc xe này nó cũng rất là đặc biệt các bạn. Đây là lớp xe Michelin dành cho những cái chiếc xe chạy ở tốc độ rất là cao nè. Thì các bạn sẽ thấy ở trên cái lớp xe các bạn có những cái hình lá cờ giống như là lá cờ của đường đua ha. Và thông số lớp là 265/35 ZR20. Thì các bạn thấy là những cái chiếc xe mà có cái lớp xe mà ZR này các bạn, thì đây là những cái chiếc xe mà dành cho những cái chiếc xe chạy ở tốc độ rất là cao ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái cụm phanh của AMG nè các bạn. Thì đây là những cái chi tiết mà Duy đã quay và giới thiệu rất là nhiều rồi ha. Những mẫu xe AMG khác cũng có nè. Cụm phanh nó sẽ to hơn rất là nhiều so với những chiếc xe thông thường có cái logo AMG và được sơn cái màu đỏ ha. Đối với cái sơn màu đỏ của cái cụm phanh này các bạn, nó cũng rất là đặc biệt các bạn. Chứ không phải là chúng ta lấy cái cụm phanh thông thường và chúng ta sơn màu đỏ đâu, bởi vì là ở cái cụm phanh này cái nhiệt độ nó rất là cao. Nếu mà đối với những cái chất lượng sơn thông thường các bạn thì các bạn đi một thời gian nó chốc nó bay màu hết trơn à. Nhưng đối với cái cụm phanh AMG này
các bạn, thì cái phần màu sơn này các bạn ha, đi rất là lâu nhưng mà cái màu sơn này nó vẫn không bao giờ chóc hết ha. Đó, đây là một cái công nghệ sơn cũng rất đặc biệt cho những cái cụm phanh ha. Và cái đĩa phanh chắc chắn một điều, đây là cái đĩa phanh rất là to và có đục lỗ ha. Đây là những cái phần mà chi tiết không thể nào mà thiếu ở trên những cái mẫu xe AMG kiệt sức cao. Và đối với hệ thống treo xe hay còn gọi là phuộc xe của chiếc xe C63S này, đây là hệ thống treo cũng đến từ nhà AMG luôn ha. Chúng ta có thể là điều chỉnh được độ cứng hoặc là êm ái của cái hệ thống treo này. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ thấy ở đây này có cái chữ là Turbo E-Performance, bởi vì đây là cái chiếc xe được trang bị công nghệ gọi là hybrid các bạn, là công nghệ điện ha. Đó, vừa xăng và vừa điện luôn, cho nên các bạn sẽ thấy là có chữ E-Performance nè. Và đây cũng là một cái công nghệ trên những cái chiếc xe đua F1 của Mercedes-Benz ha. Chiếc xe này nó được thừa hưởng rất là nhiều những công nghệ trên xe đua F1 các bạn. Đó, một tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở trên cái gương chiếu hậu bây giờ là được ốp carbon luôn các bạn. Cái xe mà càng nhiều carbon thì các bạn biết rồi ha, nó càng đắt tiền. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái thông số của lớp bánh sau nè bạn. Thì đối với thông số lớp bánh sau là 275/35 ZR20, có nghĩa là cái lớp xe ở phía sau nó sẽ rộng hơn một chút xíu so với lại lớp xe ở phía trước ha. Đĩa phanh ở phía sau cũng rất là to, có đục lỗ hoặc là cái cụm phanh AMG được sơn màu đỏ luôn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nắp để chúng ta đổ xăng ở đây ha các bạn. Và bên kia là nắp để chúng ta để cắm điện sạc điện, bởi vì xe của chúng ta được trang bị công nghệ là hybrid ha, plug-in hybrid. Ở phần đuôi xe phía sau thì các bạn sẽ thấy nó rất là khác so với lại những cái chiếc xe C-Class ha, C43 hoặc là C300 AMG nè. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái chi tiết là cánh lướt gió ha, được ốp bằng carbon luôn các bạn nha. Những cái chiếc xe mà gắn carbon nhiều thì các bạn biết rồi cái chất chơi của nó như thế nào ha. Ở đây là có chữ AMG, logo của AMG, và logo C63S ở đây nó rất đặc biệt các bạn. Nó sẽ dày hơn so với cái logo AMG bên kia và được sơn cái viền màu đỏ ha, nhìn rất là chất nè. Ở đây các bạn có chữ S, là các bạn biết tại sao không ạ? S này thì nó là dành cho những cái chiếc xe mà phải nói là đặc biệt nhất ở trong cái phân khúc này. Chẳng hạn đối với C63 có chữ S, đây là cái chiếc xe mà có tới cái tốc độ ha, tốc độ mà mạnh nhất ha, cũng như động cơ mạnh nhất trong cái phân khúc C này ha. Cho nên đó là lý do tại sao các bạn sẽ thấy là ở đây có chữ S thay vì là C43 hoặc là C300 thì không thể nào có chữ S này ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, đối với cái phần bô xe thì các bạn sẽ thấy là bô xe kép đối xứng hai bên và được thiết kế là hình bình hành các bạn, chứ không phải là hình tròn giống như là trên cái xe C43 AMG ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái cánh lướt gió này. Nhìn nó rất khí động học ha các bạn, bởi vì đây là một cái chiếc xe thể thao thực thụ các bạn. Những cái chi tiết này thì chắc chắn chúng ta nhìn từ phía sau thì chúng ta thấy nó khác hơn rất là nhiều ha. Ok, bây giờ Di sẽ mở cái cốp cho các bạn xem. Đối với cái cốp xe của chiếc xe C63S này các bạn, nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều và cạn hơn rất là nhiều so với lại cả chiếc xe C300 hoặc là C43. Bởi vì là ở phía sau của chiếc xe C63S này được trang bị một cái hệ pin cũng như là một cái motor điện ha, nằm ở khu vực này. Cho nên là các bạn sẽ thấy nè, đây, phần cốp xe nó cạn hơn rất là nhiều ha so với thông thường. Thực ra thì đối với cái chi tiết cái cốp nhỏ như thế này nó cũng không quan trọng đâu bạn, bởi vì các anh chị mua cái chiếc xe này các bạn thì quan tâm nhiều đến những cái thứ khác ha, không phải quan tâm nhiều phần cốp xe này đâu. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái xe này có rất là nhiều những cái phụ kiện hiện tại đang để bên trong nè. Cái này là một cái túi để các anh chị khách hàng có thể để được cái dây sạc nè ha, bởi vì đây là xe điện đó bạn, xe hybrid đó bạn, cho nên là có trang bị thêm một cái cục sạc nè, chúng ta có thể là sạc điện tại nhà ha. Tiếp theo nữa thì Di sẽ có ở đây là một cái cổng để kết nối ha, sạc điện cho những cái trụ sạc điện ở bên ngoài, cũng như là một cái túi để chúng ta để vào ha, rất là nhiều thứ. Ở đây thì sẽ có một cái bơm điện cũng như là một cái bình keo quá xe để mà các bạn có thể sử dụng trong những trường hợp mà chúng ta có thể bị lủng bánh này nọ ha. Thì với cái bình keo quá xe này hoặc là cái bơm điện này thì Di cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. C63S này vẫn được trang bị. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ thảm của AMG ha, cái túi y tế cũng như là một cái sách hướng dẫn sử dụng để bên trong này. Ok, đó là cái phần bên trong của chiếc xe C63S này. Ở đây cũng như là sách hướng dẫn sử dụng ha. Ở đây các bạn sẽ thấy là có cái hai nút bấm hai bên này đó các bạn. Thì hai cái nút bấm này để gập cái hàng ghế lại thôi, nó cũng giống như là C300 hoặc là C43 AMG. Ok, phần này thì sẽ giống nhau các bạn. Bây giờ Di sẽ đóng cốp ha. Cái xe của chúng ta cũng sẽ có đá cốp luôn các bạn nha. Ok. Ok, bây giờ một cái điểm rất là quan trọng các bạn ha, Di sẽ cho các bạn xem ở cái phần nội thất ở bên trong ha. Cái nội thất này nó rất là cảm xúc luôn các bạn. Khi bạn mà ngồi vào bên trong nội thất của C63S này, các bạn chưa ngồi, chưa chạy thôi, các bạn chưa lái thôi thì chúng ta đã thấy nó rất là cảm xúc và rất là muốn coi như đạp ga rồi ha.
Một cái điểm mà khi mà mình mở cửa ra các bạn thì mình sẽ thấy đập vào mắt mình ngay đầu tiên các bạn, đó chính là cái phần vô lăng của cái chiếc xe C63S này ha. Cái vô lăng của chúng ta thì được bọc bằng da lộn cũng như là ốp carbon ở đây ha. Thì cái vô lăng này là cái vô lăng đặc trưng của AMG rồi. Ở trên đây nó sẽ có hai cái núm để chúng ta có thể điều khiển các chế độ lái của xe ha, hoặc là những cái điều chỉnh khác nữa, cũng như là vô lăng của chúng ta là vô lăng đa chức năng rồi. Với vô lăng này Di đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi ha. Và cái C63S này thì được trang bị cái hai cái lẫy số ở phía sau các bạn, rất là to nè. Một bên là tăng số ha, một bên là giảm số để cho trong những trường hợp mà chúng ta cần lái ở chế độ bán tự động ha, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng. Thì đối với vô lăng này thì nó cũng sẽ khác ha, so với những cái xe thông thường. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây là có cái chữ AMG nè. Và vô lăng của AMG thường là cái vô lăng đáy bằng ha. Nhưng mà đối với cái vô lăng AMG nó cũng có rất là nhiều những dạng vô lăng AMG các bạn. Và có thể nói là những cái vô lăng mà được ốp carbon như thế này chính là những cái vô lăng có thể nói là option nó có thể là đắt tiền nhất ha, trong tất cả những cái vô lăng khác. Tiếp theo nữa các bạn, đó chính là cái phần ghế xe của chiếc xe C63S này. Đây là một cái chiếc xe, cái ghế có thể nói là dành riêng cho những cái chiếc xe đua luôn các bạn nha. Đó, các bạn thấy là cái ghế nó được thiết kế rất là ôm vào người các bạn, cũng như là phần dưới ghế nè, cái yên nè, cũng như là hai phần bên hông ha. Và cái ghế của chúng ta các bạn, nó sẽ có một cái chi tiết, có một cái lỗ ở đây. Logo AMG ở trên cái ghế và được coi như là sơn bóng ở khu vực này. Đó, và da của chúng ta là da lộn cũng như là da nắp ba bên này ha. Dây beo của C63S là chắc chắn một điều là dây màu đỏ rồi. Đây là một cái ghế khi mà ngồi vào các bạn nha, là chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là muốn đạp ga ha, rất là phấn khích rồi ha. Thật sự là Di rất là ganh tị, bởi vì là các anh chị nào mà đang sở hữu cái chiếc xe này, hoặc là đang ha, có thể là sắp tới sẽ mua cái chiếc xe này, bởi vì là chạy cái chiếc xe này thì các bạn biết rồi ha, nó cực kỳ đã luôn các bạn nha. Và đối với cái khu vực táp lô này nè các bạn cũng thấy rất là giống, màn hình nó là giống C300 hoặc là C43 các bạn, bởi vì chiếc xe của chúng ta cùng sử dụng một cái hệ điều hành giống nhau, MBUX thế hệ thứ hai đó. Và các bạn sẽ thấy là ở đây nè bạn, được ốp bằng carbon luôn nha ha. Những cái chi tiết ốp carbon nè bạn là những cái chi tiết rất là đắt tiền, rất là xa xỉ trên những cái dòng xe ô tô luôn bạn. Các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản ha, nhưng mà những cái chi tiết, những cái phần thiết kế, những cái chi tiết này nó bạn nó rất là đắt tiền ha. Đó, và các bạn hầu như là phải trả thêm tiền rất là nhiều cho cái phần mà ốp carbon này. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở trên cái phần táp lô này nó sẽ có một cái máy chiếu ha, đồng nghĩa với là xe của chúng ta được trang bị cả hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió, head up display ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là C63S này không thể nào thiếu cái dàn loa ha, phải thật sự là hay. Là Boommaster 15 loa 710W, giống như trên những cái dòng xe C43 hoặc là dòng xe C300 hoặc là những dòng xe Maybach của Mercedes-Benz. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở phần phía sau một chút xíu nữa ha, và Di sẽ cho các bạn xem một cái tuyệt tác về động cơ của chiếc xe C63 này nha. Đây là cái khu vực khoang sau của cái chiếc xe C63S này các bạn. Ghế xe chắc chắn một điều là được thiết kế đồng bộ cùng với ghế trước ha. Đó, và cái ghế phía sau này các bạn thì Di thấy là một điều là nó cũng rất là thiết kế rất là thoải mái ha, mặc dù đây là một cái chiếc xe thể thao các bạn nha. Đó, chúng ta ngồi vào các bạn thì chúng ta sẽ cảm giác là một điều là giống như là nó vẫn được thiết kế ôm vào người ha, mặc dù nó sẽ không giống ghế trước đâu nhưng mà cảm giác cũng rất là thú vị ha. Phía sau này thì vẫn được trang bị cái hệ thống điều hòa máy lạnh, chúng ta có thể điều chỉnh ở phía sau này, chỉ có trên C63S này mới có thôi. Và cái ghế khi mà nhìn vào phía sau các bạn nó sẽ như thế này nè, rất là đẹp các bạn nha. Phía sau này cũng được bọc da luôn các bạn nha, đó, nhìn rất là đã các bạn, đẹp lắm, tuyệt vời. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của C63S này. Đây, các bạn sẽ thấy đây là một cái động cơ khi mà Di gỡ lên như thế này thì các bạn thấy rất là giống như trên chiếc C43 AMG. Thật sự đây là một cái động cơ chung với lại C43 AMG đúng không bạn? Đây là động cơ 2.0 lít ha. Đó, và các bạn sẽ thấy nè, ở đây có cái chữ ký của anh kỹ sư lắp ráp cái động cơ này ha, được gắn ở trên này luôn. Logo AMG, và chúng ta sẽ thấy là có một cái thanh dằn của động cơ nằm ở đây nè các bạn. Thì đối với những cái chiếc xe chạy ở tốc độ cao bạn, thì thông thường là Mercedes-Benz hoặc là AMG có thiết kế một cái thanh dằn như thế này để giúp cho chiếc xe của chúng ta khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao hoặc là vào cua các bạn thì nó sẽ ổn định hơn, đỡ cho cái phần mà thân xe nó bị xoắn các bạn, giúp cho hiệu suất của xe của xe tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì đây là một cái động cơ gọi là hybrid, vừa kết hợp với động cơ xăng, và động cơ xăng ở phía trước và động cơ điện ở phía sau, cho công suất lên đến là 680 mã lực các bạn, và mô men xoắn lên đến là hơn 1000 Newton mét.
thì đây là một cái động cơ phải nói là rất là khủng khiếp luôn các bạn. Và sức mạnh của cái động cơ này nó còn mạnh hơn cả một chiếc Lamborghini Huracan luôn. Và thời gian tăng tốc của chiếc xe C63S này từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 3,4 giây thôi. Và sức mạnh của chiếc xe này các bạn thấy không? Nó còn mạnh hơn hoặc là tương đương so với lại một cái chiếc siêu xe luôn các bạn. Đó, và hộp số của chiếc xe C63S này, đây là một hộp số 9 cấp của AMG phát triển riêng dành cho những cái mẫu xe hiệu suất cao như thế này. Và với mức giá là 4,9 tỷ đồng cho cái C63S thì các bạn thấy ha, đây là một mức giá thật sự rất là tốt luôn bạn. Và chiếc xe C63S này thì thật sự Duy nghĩ là nó gần như là một chiếc xe siêu xe luôn rồi ha. Ok, hiện tại thì chiếc xe C63S E-Performance này đang có mặt tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, quận 7, Bình Dương. Nếu anh chị các bạn nào mà đang yêu thích cái mẫu xe này hoặc là quan tâm tới mẫu xe C63 AMG này ha, thì đừng ngần ngại gọi cho Duy ha bạn, bởi vì là xe của chúng ta đang có sẵn và Duy nghĩ là một thời gian ngắn nữa thôi thì chiếc xe này có thể là sẽ có một cái vị chủ nhân rất là đặc biệt ha, đến mà rước em nó thôi ha. Và với cái số lượng 4 xe ở Việt Nam của các bạn thì thật sự đây là một cái con số hầu như là rất là ít ha, rất là hiếm xe luôn các bạn nha. Các bạn nào quan tâm tới cái chiếc xe này thì tranh thủ nha các bạn. Chắc chắn một điều các bạn, thì Duy sẽ có những cái video clip sau để kỹ hơn, sâu hơn về những cái công nghệ đặc biệt trên cái chiếc xe C63S này. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.